Vâng, và bộ số 2 em xin giới thiệu tới mọi người, đó là một bộ của hãng Panasonic. Và sau đây mời mọi người cùng nghe chất âm nhé. Gió cuộn mây đưa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điêu tàn vì thầy quân giặc thù. Nghẹn ngào tối nghĩa như trời đất xưa đâu còn mà dung nhan thuở ấy, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mấy bên răng mở khắp lối, nhuốm màu oan hờn in sâu lòng phố phường. Tép đánh rất là nhuyễn, Panasonic. Vâng, loa được thiết kế, bộ dàn được thiết kế với hai loa nhá. Và loa thì có hai đường tiếng, nhưng mà thiết kế cái lưới này là gắn liền rồi. Người ta thiết kế gắn liền thì em cũng không tiện tháo này nhá, cậy là nó sợ nó chất nó xấu đi. Đấy, ưu điểm nó bảo vệ an toàn nhá, an toàn cho nó bên trong. Đấy, lỗ thông hơi phía dưới đây. Đấy, loa thì đang rất là đẹp. Đấy, căng còn là đẹp, không có rách rưới gì cả nhá. Đấy, đẹp. Bộ dàn mới 80% trở lên, 80-85-90%, đấy cũng tùy mắt nhìn của mỗi người. Đấy, và em được kích thước nhá, em được kích thước. Bộ này có tổng chiều rộng là 68, rộng 68, cao 35. Và chiều sâu của nó em tính hết âm ly là 32. Đó là về phần kích thước của bộ dàn. Đấy, hình thức thì mọi người cứ nhìn qua video nhá, em quay trực tiếp lên. Panasonic. Bộ này bình thường em đang bán 2,2 triệu, hôm nay chiên bán 1,9 triệu anh em nhá. Giá chiên cuối năm, giá rất là hợp lý cho anh chị em chơi Tết. Đó. Ở giữa đây là âm ly thì bộ này hiện tại đây chạy 3 chức năng. Thứ nhất là điện thoại thì vì máy tính, người bấm cho em AUX. AUX là điện thoại thì vì máy tính nhá, màn hình hiện AUX này. Cái EQ này chúng ta có thể chỉnh theo ý thích của mình nhá. Đấy, nó nhảy từ dưới lên này, trên xuống này, đó, nó nhảy rất là nhiều kiểu, 3-4 kiểu vậy đấy, 4-5 kiểu. Anh chị em thích kiểu gì thì để kiểu đấy nhá. Đó là tính năng thứ nhất, điện thoại thì vì máy tính. Tính năng thứ hai là đài radio. Radio mọi người bấm cho em nút tuner nhá, tuner bên cạnh này này. Đó, em để sẵn kênh rồi. Một giờ. Em dò sẵn kênh 103.5 nhá. Dò kênh thì mọi người bấm cho em hai cái nút dưới này. Đó, cái này tiến, cái này lui này. Chúng ta bấm cái nào đúng cái tần số chúng ta dừng thôi. 103.5 là kênh VOV2 nhá. Đài tiếng nói Việt Nam. Được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. Để tham gia chương trình 1 giờ đường dây nóng, hãy gọi tổng đài 1800 1567 hoặc 0437 919191. Đó, anh xem nghe đài rồi thêm kênh nhá. Đài phun 108 tần số. Đây, thứ hai, thứ ba là đĩa CD. CD bấm cho anh em chữ CD này này. Đó, em bỏ sẵn rồi. Đây, CD đây nè, mọi người đợi lúc đây. Rồi chạy, bấm nút play chạy này. Em bỏ trước rồi. Đó, đèn quắc của nó nháy rất là đẹp. CD có 9 bài, hiện ở đây góc này 9 bài này, đang chạy bài số 1 nhé. Bộ này có 5 khay, 5 đĩa. Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sống ra sao như lòng mẹ, chờ che con đi qua chốc bể mưa ngôn. Từng hạt phù sa tháng ba bầy, từng vì heo mây trên má em hơi. Ôi, rất là hay. Hay và mượt, không có gì vấp váp một tí nào mọi nha. Đó, nó có 5 khay. Chúng ta bấm, nó hiện khay số đây. Đánh số đây, số máy chúng ta bấm vào thôi. Rất là dễ dùng, dùng vài hôm là quen. Chuyển qua AUX là nghe điện thoại vì máy tính mọi người nha. Đó, đánh bát rất hay. Có thể chăn tính thêm bát này, tăng thêm bát này và các chế độ equalizer. Equalizer để chúng ta nghe dòng nhạc gì chúng ta bấm cái hợp với dòng nhạc đấy nhá. Đây có băng cassette nhưng mà lâu ngày mục dây cu loa rồi, không chạy nữa nhá. Mục dây cu loa, em xin báo trước như vậy, cassette, mục dây cu loa, đầu thứ vẫn sống nhưng mà mục dây cu loa. Hiện tại nghe 3 chức năng, điện thoại thì máy tính, đĩa CD và đài radio, full tần số 108. Đây Panasonic. Liên hoan
Đấy, em quay tổng thể tung vách mặt sau. Tung vách rất đẹp nhá. Vào máy đẹp. Đó, nó chạy thứ đề can này thôi, không có vấn đề gì. Đây là tổng thể mặt sau nhá. Thì chỗ này là đài thì em cắm xong rồi em lấy ra. Cái này là phần đài nha. Đấy, khi gửi em có gắn kèm bút cho anh xem để về anh xem nghe đài. Đây dây loa người ý xem là có dây màu đỏ và màu đen thì đấu đúng cho em sang cái chỗ này là đồ đen nhá. Đây, chúng ta gạt dây ra cho dây vào, không đóng lại rồi. Đây đúng màu đỏ và đen. Còn đây là dây 3.5 này, cái điện thoại, TV và máy tính này. Cắm hai cái này nhá. Rồi hai cái này. Loa máy đẹp này, loa bên này này. Đó, thùng máy đẹp. Mỗi loa công suất 100W. Đấy. Công suất 100W. À xin lỗi 80 chứ. Đây. 80W. Đấy, seri đuôi 4311. Đây bên này cũng seri đuôi 4311, nhận hàng đúng số seri cho em nhé. Đấy, ăn bộ nào bán vào đấy mọi người nhá. Đó, tất cả thông số, chức năng, đấy, hình thức và chất âm đầy đủ rồi mọi người nhá. Và cuối cùng là ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em Doanh 0975929986, em Doanh Nhau Audio. Xin cam kết hàng gì nguyên bản. Và xin nhắc lại một này, em đang chiên cuối năm 1.9 triệu thôi, bình thường là bán 2.2 triệu 1.9 triệu mọi nhá. Chưa bao gồm phí ship và vận chuyển, phí ship vận chuyển cộng thêm 200, giá là có lỗi cùng nguồn này thôi, hàng nội địa chủ điện 100V. Vâng, và em cũng xin dừng bộ số 2 để chuyển qua bộ số 3.